Jimin BTS có duyên nợ với Blackpink, mỗi lần Jisoo, Jennie thì thầm to nhỏ là ló mặt làm cameo. Người hâm mộ thích thú trước mối duyên nợ giữa Jennie và Jisoo với thành viên BTS này. BTS và Blackpink là hai nhóm nhạc nổi tiếng nhất K-pop Gen 3. Chính vì danh tiếng và độ phủ sóng khủng, các chàng trai cô gái này luôn được người hâm mộ mong chờ loạt khoảnh khắc tương tác khi cùng tham dự một sự kiện âm nhạc. Với những shipper Blackpink, thành viên BTS có duyên nợ nhất với cặp Jisoo, Jennie, Jisoo chính là Jimin. Không hiểu sao cứ mỗi lần Jisoo và Jennie trò chuyện thì thầm to nhỏ tại lễ trao giải thì Jimin lại xuất hiện làm cameo. Trong một fan cam đang được fan đào lại trên mạng xã hội, người hâm mộ thích thú trước tình huống đáng yêu của các cô gái Blackpink. Đây là khoảnh khắc diễn ra tại lễ trao giải Golden Disc World hồi tháng 1 2019. Trong video, hai cặp Jisoo và Jennie có biểu cảm trái ngược. Hai cô em út Blackpink lộ vẻ căng thẳng lo lắng như đang mãi ngẫm nghĩ chuyện gì đó, còn hai cô chị lại nhỏ to thì thầm xem chừng rất hào hứng. Chi tiết đặc biệt khiến fan không thể rời mắt trong fan cam chính là vai cameo của Jimin BTS. Anh chàng ngồi ghế phía trước Blackpink nên vô tình lọt vào khung hình fan cam lúc Jennie, Jisoo trò chuyện. Người hâm mộ băn khoăn không biết cặp Jisoo đang tám chuyện gì mà sôi nổi thế và cũng chẳng biết câu chuyện của hai cô nàng có lọt vào tai Jimin đang ngồi sát phía trên hay không. Quả là một điều bí ẩn mà chỉ người trong cuộc mới biết. Điều đáng nói đây không phải là moment duy nhất giữa Jimin và cặp Jisoo nhà Blackpink. Tại MMA 2018, khoảnh khắc Jimin reaction Jennie và Jisoo đã đạt hơn 8 triệu lượt xem trên YouTube. Đây được ví như là tình huống huyền thoại về mối duyên nợ giữa Jimin và hai cô nàng chị cả nhà Blackpink. Người hâm mộ còn đùa nhau, đây quả là bí ẩn lớn nhất K-pop. Jimin đã nghe lỏm được gì từ câu chuyện của Jennie và Jisoo? Ngoài ra, Jimin và Jennie từng nhiều lần diện trang phục giống nhau khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Có thể nói, việc các nghệ sĩ K-pop đụng hàng với nhau không hiếm gặp, nhưng trường hợp nam và nữ nghệ sĩ lại thực sự không nhiều. Đáng kể đến là hai thần tượng đến từ hai nhóm nhạc hàng đầu của K-pop là Jimin BTS và Jennie Blackpink. Dưới đây là những lần Jimin và Jennie đụng hàng khiến fan chết ngất. Một áo Chanel. Tháng 12/2018, Jimin đã diện chiếc Chanel này ở sân bay khi trên đường đến Nhật Bản. Chiếc áo bắt mắt vì có logo Chanel màu đỏ nằm ở phía bên trái ngực. Ngoài ra phần cổ áo khá rộng nên người mặc để lộ được đôi vai gợi cảm. Chiếc áo khiến người hâm mộ phát cuồng đó được nhiều người phát hiện ra là giống hệt chiếc áo mà Jennie mặc tại buổi fansign vào tháng 11/2018. Chiếc áo trên nằm trong bộ sưu tập Chanel Resort 2019 của Chanel, có giá bán lẻ khoảng 2.300 đô. 2. Áo Chanel Pharrell. Khi BTS tạm dừng hoạt động hồi năm 2019, các thành viên đã chia sẻ mini vlog về thời gian riêng tư này. Trong vlog của Jimin, anh tới Paris thưởng thức kem và đang mặc áo Chanel Pharrell. Jennie cũng mặc chiếc áo này trong kỷ niệm 3 năm ra mắt Blackpink. Lần này cô trang điểm đậm hơn và búi tóc thấp hơn. Được biết, chiếc áo Chanel Pharrell trị giá khoảng 2.700 đô. 3. Áo sơ mi The Centaur. Khi MV Black Sweat and Steel phát hành, Jimin từng diện một chiếc áo sơ mi của The Centaur khiến dân tình mê mẩn. Trước đó vào năm 2016, cư dân mạng cũng phát hiện Jennie mặc một thiết kế này của nhà mốt trên trong MV Stay. Dù Jennie và Jimin diện cùng một chiếc áo nhưng nếu không để ý kỹ, nhiều fan sẽ không nhận ra vì cả hai đều rất biết cách kết hợp và tạo điểm nhấn riêng biệt cho trang phục của mình. Nhìn vào cách phối đồ của hai idol trên có thể thấy rõ khí chất thời trang và sang trọng của họ. Người hâm mộ nhận thấy Jimin và Jennie tuy mặc theo hai phong cách khác nhau nhưng lại sở hữu cùng thần thái, đáng yêu một cách quyến rũ. Cùng sở hữu má bánh bao, hai siêu sao lúc nào trông cũng thật trẻ thơ nhưng cùng lúc lại toát lên nét hấp dẫn khó cưỡng. Quả không hổ danh là những ngôi sao hàng đầu K-pop.